Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta cùng chữa sách bài tập Unit 7 In the Garden, trong vườn các em nhé. Vậy chúng ta hãy cùng chữa bài tập nhé. Look and match. Look and match, em hãy nhìn và sau đó nối nhé. Picture one, what can you see here? Okay, picture one is garden. Đây là khu vườn các em nhé. Picture 2 is a goat. Đây là một chú dê phải không nào? Picture 3 is it a girl? Yes, đây là một bạn nữ. And picture 4 this is a gate. Đây là cái cổng của các em. Chúng ta cùng đọc lại các từ này nhé. Garden. Goat. Girl. And gate. Okay, very good. Listen and circle là em hãy lắng nghe và sau đó chọn bức tranh mà em nghe được nhé. Unit 7. In the garden. Page 22. Activity 2. Listen and circle. 1. There's a girl. Có một bạn nữ. There's a girl. Tức là có một ai đó. Ở đây là có một bạn nữ. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B nghe nhé. 2. There's a gate. Okay, có một cái cổng. 3. There's a goat. Có một chú dê. 4. There's a garden. Có một khu vườn đúng không các em? Vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài này rồi đấy. Bây giờ các em hãy nhìn để biết cách viết letter G sau G, chữ G in hoa các em nhé. Very good. Look and write, then say. Look and write. Em hãy nhìn và viết, sau đó em hãy đọc to từ đó lên các em nhé. Number one, garden. Okay, là một khu vườn đấy các em ạ. Number two, gate, cái cổng. Number three, girl, một bạn nữ. And number four, goat, một chú dê. Read and tick or cross. Read and tick or cross. Em hãy đọc, nhìn bức tranh, sau đó tick nếu mà bức tranh đúng với cái thông tin em đọc được và gạch x nếu mà thông tin sai nhé. Number one, you can see a girl. Đây là một bạn nữ, vậy chúng ta sẽ tick. Number two, it isn't a goat. Đây không phải một chú chó, à đây không phải một chú dê đúng không các em? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là x. Number three, there's a gate. Đây là một cái cổng. And number four, it is a garden. Okay, yes. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo game, nha. Find and say. Game, chơi game, find and say. Ở bài này em sẽ có một cái mê cung, sau đó em sẽ bắt đầu ở điểm này và em sẽ giúp bạn nữ đi theo các đường để đến được các con vật của bạn ý nhé. Cái phần này thì em có thể vẽ bút chì như theo ví dụ của cô đây. Em sẽ vẽ tương tự đường dẫn đến chú mèo đúng nào? Em vẽ cách đến chỗ của chú mèo. Em vẽ thế nào để dẫn được đến chỗ của chú mèo là được em nhé. Đấy. Rồi, sau đó em sẽ làm tương tự với chú cá là fish, chú chó là duck, chú dê là goat và chú mèo là cat các em nhé. Vậy thì muốn nói là có một con gì đó thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là there's a. Sau đó em cộng tên con vật ở đằng sau. Ví dụ câu số 1 cô sẽ viết là there's a cat, có một chú mèo. Number 2, there's a dog, có một chú chó. Number 3,
There's a fish, có một chú cá. And number four, there's a goat, có một chú dê. Okay, there's có nghĩa là có cái gì đó các em nhé. Ok, chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo nào các em ơi, cũng là phần cuối cùng của bài học hôm nay. Project, find and color the gate, the girl and the goat. Then point and say. Dự án, em hãy tìm và tô màu the gate là cái cổng, the girl là bạn nữ và the goat là chú dê. Sau đó hãy chỉ vào bức tranh và áp dụng mẫu câu để chúng ta nói nhé. Bây giờ cô hãy cùng các em hãy tô màu nhé. Ví dụ là cái cổng, cô sẽ tô màu đỏ này các em ơi. Các bạn sẽ tô thật đẹp nhá, còn cô tô chưa được đẹp lắm đâu. Rồi, ở đây cô tô lỗi gì đó mà lại vào các cái bộ phận khác. Rồi, tương tự các em sẽ tô cái cổng bên này này. Rồi, cái cổng này. Được chưa các em tô thật đẹp nhá. Tiếp theo là các em sẽ tìm bạn nữ. Bạn nữ ở đây đúng không nào? Bạn nữ ở đây là các em sẽ tô bạn nữ này nhá. Và sau đó bạn em sẽ tô con dê. Em chỉ cần tô cái cổng này, con dê và bạn gái thôi. Và sau đó chúng ta cũng áp dụng mẫu câu nhá. There's a gate. There's a gate. There's a gate. There's a gate là có một cái cổng. There's a girl. There's a girl có một bạn nữ. There's a goat. There's a goat có một chú dê, vậy chúng ta cùng nghe lại nhé. There's a gate. There's a gate. There's a girl. There's a girl. There's a goat. There's a goat. Có một cái gì đó. Ok, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Cô hy vọng là các em sẽ làm bài tập thật tốt và nắm chắc kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại các em.